Liverpool đã xuất sắc ngược dòng đánh bại LAS Kailin với tỷ số 3-1 trong trận đấu thuộc vòng bảng Europa League. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã quyết định sử dụng đội hình dự bị cho trận đấu này để nghỉ ngơi nhiều cầu thủ trụ cột như Robertson, Jota, Alisson, Salah, McAllister và Szoboszlai. Dù khởi đầu không tốt và thủng lưới ở phút 14 sau cú sút mạnh của Fletcher bên phía LAS Kailin, Liverpool đã ngược dòng thành công. Bàn thắng gỡ hòa đến từ cú sút penalty của Darwin Núñez ở phút 56, sau đó Luis Diaz và Mohamed Salah ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Trận đấu này chứng kiến sự xuất sắc của Luis Diaz và Mohamed Salah, cùng với sự hỗ trợ từ các cầu thủ trẻ như Tsimikas và Elliot. Liverpool đã chứng minh sự mạnh mẽ của đội hình dự bị và tiếp tục thể hiện khát khao cạnh tranh ở Europa League.